Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi cái video của em nhé. Hôm nay cái video này em quay, em sẽ hướng dẫn cho các bác biết được cái cách mà bên vườn, nhà vườn chúng em ươm cái cây đào từ hạt nhé. Thì đây là em đang quay một cái cây đào, đào bích kép, cánh kép. Cái loại đào bích này thì nó có 23 cánh đến 23, 23 đến 24 cánh hoa nhé các bác. Vậy là bích. Đây thì hôm nay cây này, năm nay cái cây này nó đã, em trồng được 2 năm rồi đây. Thì cái gốc của nó đã to như này. Cây này là nhà em cũng trồng từ hạt lên nha các bác nhé. Đây, trồng được 2 năm rồi. Cây gốc của nó đã bằng 3 đầu ngón tay. Cây này trồng được 2 năm. Thì năm nay nó đã cho quả. Năm ngoái thì có hoa nhưng mà không, năm đầu tiên em trồng cũng đã có hoa rồi. Thế nhưng mà năm nay, năm thứ hai bắt đầu nó mới đậu quả nha các bác. Thì đây quả đây. Đây là quả đào, đào bích. Hoa kép. Một bông hoa thì có 23 đến 24 cánh hoa nha các bác. Thì tầm giờ cái hạt của nó đã già rồi. Thì tiện thể hôm nay em sẽ chọn lấy những cái quả già nhất thì để về em ươm. Nhân tiện thì cũng chia sẻ cho các bác biết cái cách mình ươm cái cây đào nó từ hạt lên như nào. Cái ưu điểm của cây đào ươm từ hạt này ra thì ví dụ như các bác trồng số lượng ít, độ 5 đến 10 cây ở quanh vườn nhà mình, gọi là để chơi thôi, thì các bác nên ươm trồng cây bằng từ hạt nhé. Cây sẽ rất là bền cây và ít sâu bệnh. Đấy. Nếu như nhà vườn mà làm nhiều, ươm nhiều ra, trồng nhiều để bán cành, để bán gốc ấy, thì họ thường là sẽ ghép mắt, nhân giống bằng phương pháp ghép mắt. Còn nếu mà các bác trồng số lượng ít thì nên ươm bằng hạt. Cây nó sẽ có tuổi thọ rất là cao, từ có thể đến chục năm, hơn chục năm cây nó không bị hỏng, không bị tàn nhé các bác. Đấy, thì đây các bác, em cái quả này em bóp vào nó đã mềm mềm rồi, nó đã già rồi. Thì bây giờ em sẽ vặt xuống, em sẽ vặt. Đó. Những quả nào mềm mềm là em sẽ vặt về em lấy hạt, là em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách ươm. Hình như cái cây này có quả nó già quá rồi, nó đã rụng xuống đất rồi sao ạ? Đây, trước đây em thấy là sai lắm, nhưng mà bây giờ lại còn có vài quả. Thì cây năm 2 nó cũng chưa có nhiều quả nhiều nha các bác. Nếu mà sang năm thứ 3, năm thứ 4 thì quả nó sẽ nhiều. Mỗi cây phải đạt được tầm vài trăm quả. Đây, đúng không ạ? Những cái quả đấy này, những quả nào già thì em sẽ vặt. Mà muốn biết quả già thì các bác bóp vào thấy mềm mềm thì là già nhé. Sau đây em sẽ về, em sẽ dùng dao em tách vỏ. Thì các bác đợi em một chút nhé, em sẽ quay tiếp cái video.
đây các bác nhé, bốn quả nó già, bóp vào đã nó có cảm giác như là mềm mềm ấy, thì em đã vặt về đây. Như quả này đã ăn được nhé các bác nhé, ăn ngọt lắm. Đấy. Như bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiến hành là một là ăn, hai là đập bỏ cái vỏ đi. Em thấy em thử ăn thử xem. Xem nhá. Ngọt lắm nha các bác. Chua chua ngọt ngọt. Khi ăn xong thì còn cái hạt như này, các bác ấy. Hạt già, rất già. Nó thì khi có được cái hạt già này thì các bác phơi cho khô cho em tầm độ để độ 2 ngày sau, để ra nắng 2 ngày thì cái vỏ bắt đầu nó giòn giòn đi. Thì cái vỏ giòn giòn đi thì các bác bắt đầu dùng búa. Các bác bắt đầu tách cái vỏ cứng này ra nhá các bác nhá. Hơi gõ nhẹ cái. Đấy các bác. Sau khi mình gõ nhẹ cái hạt thì hạt cái lớp vỏ cứng này bên ngoài nó sẽ vỡ ra. Thì nó sẽ cho nó để sẽ có một cái hạt nhân bên trong này. Hạt nhân này thì nó có hai cái cánh. Thì các bác gõ cẩn thận đừng để hai cánh nó bị tách ra nha các bác nhé. Đây, hơi mờ. Đấy. Sẽ được một viên như này. Khi được một viên như này thì các bác sẽ cho vào đất trộn mấy giò. Rồi các bác tưới ẩm thường xuyên cho em nhé các bác. Nếu mà các bác có cái nấm Chicoderma ấy, thì các bác ra hiệu thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì mua một ít về thì mình sẽ tưới cho nó để cho nó tránh bị các cái nấm bệnh. Thì độ khoảng độ một tuần sau các bác gõ như này, một tuần sau mà tưới đủ ẩm thì bắt đầu cây nó bắt đầu tẹ lá ra và nó bắt đầu lên nha các bác. Đấy. Đấy, bây giờ thì em sẽ làm nốt mấy cái hạt này. Video tiếp theo thì em sẽ quay lại cho các bác xem cái cây em đã ươm được. Thì em hướng dẫn các bác đến đây thôi thì có gì em sẽ lên tiếp một cái video tiếp sau, video sau nha các bác. Em xin chào tất cả các bác nhé.